Vâng, đầu tiên xin chào tất cả các anh, các chị và xem live của em. Thì qua đầu tiên thì cũng phải là qua cái trận bão lụt vừa rồi thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều những cái sự đau thương, mất mát của những chiến sĩ cùng với cả người dân vùng lũ. Thì bên cạnh đó thì cũng cái lũ là Ba Sọc, người ta nó xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Thì hiện đây thì em cũng chuyên về đề tài thì phản biện, nên là em cũng muốn phản biện một chút về những cái vấn đề mà những cái đài phản động đã xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Thì đợt lũ vừa rồi thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái đoàn từ thiện, và bên cạnh đó thì cũng có sự chỉ đạo cực kỳ kịp thời của Đảng và Nhà nước cùng các chính phủ. Có một số các vấn đề, ví dụ như hôm qua các đài phản động nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm một nhà và đến thăm những cái nơi bão lũ đã ủng hộ 5 tháng lương đến 6 tháng lương để cho người dân, thì cái đó là chúng ta cực kỳ hoan nghênh. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái đứa, nói chung là mồm nó cũng hơi có mùi, nó nói là nếu bây giờ Thủ tướng nói mà ủng hộ thế thì ông sẽ ăn cái gì? Đó là cái tiền thuế của dân. Ok, vậy xin thưa, cái thuế của người dân ấy nó chỉ khoảng 30% đến chưa đến 30% ở trong đó, là thuế của người dân đóng góp từ doanh thuế thu nhập cá nhân đến doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng biết, nhưng ngoài cái khoản thuế ra thì chúng ta còn rất nhiều các khoản khác mà có thể nói thế này. Những cái khoản khác ví dụ như là các tập đoàn doanh nghiệp ở trong nhà nước người ta đóng thuế, chứ không phải là tự dưng cái thuế đó rơi từ trên trời xuống thu nhập. Ví dụ như là Sabeco, tập đoàn rượu bia, chúng ta chỉ cần bán đã được hơn 5 tỷ. Ngoài ra nữa còn những cái thuế, còn những cái khoản tiền đóng góp từ những cái tập đoàn ở trong nước, ví dụ như xăng dầu, mỗi năm ấy từ hàng nghìn tỷ đến hàng chục nghìn tỷ, và kể cả như Viettel cũng là đóng góp nên đến hàng triệu đô, đấy là chưa hàng triệu đô, chưa kể tiền thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước. Thì chúng ta phải nhìn thấy nguồn thuế là nguồn thu quan trọng, nhưng ngoài bên cạnh đó chúng ta vẫn có các tập đoàn và các doanh nghiệp của nhà nước luôn luôn có những cái khoản thuế rất chi là lớn. Đó là những cái khoản thu nợ rất chi là lớn để đóng góp vào ngân sách nhà nước. Nhưng bên cạnh đó chúng ta nên đây nói chuyện thì đúng, phải nói win-win. Cũng có những tập đoàn và những doanh nghiệp nhà nước bị thua lỗ, cái đó chúng ta phải khẳng định. Và cũng có tham nhũng, cái đó phải khẳng định. Nhưng mà hãy nhìn đi, ở trong cái đất nước nào, không chỉ mỗi Việt Nam mà trên toàn thế giới, tất cả người ta đều có tham nhũng. Và hãy nhớ rằng đây là Việt Nam, một đất nước đang phát triển mới có hơn 20 năm thôi. Kể cả như các cường quốc như Mỹ và châu Âu đều có các tập đoàn, người ta đều có tham nhũng cả, và trong nhà nước cũng đều tham nhũng. Ngay kể cả Mỹ thôi, người ta cũng điều tra, kể cả như Tổng thống, và cũng xoay quanh cái câu chuyện là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ 5 tháng lương đến 6 tháng lương, kêu bảo đấy là tiền thuế và bóc nột cái tiền từ trong túi của những cái người mà đóng góp thuế. Vậy xin thưa, ví dụ ngay gần nhất như Tổng thống Mỹ
nhận biểu tượng trưng 1 năm 1 đô la. Đúng, chúng ta công nhận. Như xin thưa rằng mỗi một lần đi đánh gôn của Tổng thống Mỹ là 34 triệu đô. Cái này nhá, là tờ New York Times và rất nhiều các tờ báo khác đưa. Mà những cái tiền đó đều là tiền từ ngân sách mà người Mỹ đóng thuế, chứ không phải là Việt Nam, không phải là cái tiền đó rơi từ trên trời rơi xuống. Và hãy nhớ cho tôi, cho em một điều rằng những cái công ty đó thu lời khi Tổng thống đánh gôn đều là các doanh nghiệp mà Tổng thống Mỹ góp tiền, hoặc là những cái doanh nghiệp thuộc tập đoàn Trump người ta đầu tư. Thì cái tiền đó có sinh lời cho Tổng thống, cho là gia đình Mỹ không? Xin thưa có. Vậy ở cái nước nào các vị nói nhận tiền 1 đô, ok, Tổng thống Thủ tướng Việt Nam lấy cái gì ăn? Xin thưa rằng những cái vị lãnh đạo cấp cao người ta đều no tiền ăn tiền uống hoàn toàn, kể cả như Tổng thống Mỹ hay tức bất kỳ một tổng thống nào khác ở trên thế giới đều như vậy mà thôi. Đúng, họ không nhìn thấy cái mặt tích cực là khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ 5 tháng lương cho cái gia đình đó. Họ không nhìn thấy cái tính nhân văn khi một người dân người ta mang sẵn sàng là mang những cái tiền đó đến để có để đi cứu trợ giúp đồng bào. Cái điều đó là cái điều hoàn toàn nhân văn. Và cũng không nhìn thấy những cái vị lãnh đạo từ phó thủ tướng đến các bộ trưởng thức ngày thức đêm để làm những cái công việc dập dịch chống bão. Họ không nhìn thấy. Vậy quay lại ngược lại, thế vậy đặt câu hỏi, mà đây là câu hỏi từ cái phe chống cộng nhá, em không phải cái câu này em đặt nhá, nước Việt Nam lo được gì cho dân và nước Việt Nam độc tài? Ok, độc tài gì? Độc tài mà người ta lo cho dân từ khi còn vùng bão nụt, thức đêm thức hôm đi làm. Độc tài ở chỗ nào? Độc tài mà ngoài những cái ra tuyên bố ở trên mồm nói là chống cộng, thì các phe chống cộng bên kia luôn luôn bôi xấu, bôi nhọ, xỉ vả, năng mạng hàng loạt những cái từ ngữ thô thiển, mà chưa từng nhắc tới những cái việc mà những cái người cộng sản người ta làm. Thì xin thưa, bên nào độc tài? Và hãy nhớ rằng ở trên chính các đài truyền thông luôn luôn đưa những cái bản tin và có những cái chương trình nói để đấu tranh với cái những cái nạn tham nhũng, đấu tranh với những cái thói hư tật xấu mà chúng ta xem hàng ngày. Họ viện cớ, họ dẫn chứng những cái điều đó mà nói Việt Nam tham nhũng với cả độc tài độc đảng. Xin thưa, nếu mà độc tài độc đảng mà hàng ngày chúng ta cứ đưa thì tin điều tra người này bắt người kia, thì xin thưa, với tâm lý của một con người, em chào chị Tania, với tâm lý của một con người bình thường như chúng ta, nếu toàn bộ chúng ta mà luôn luôn bị từ báo chí đến điều tra nói là sẵn sàng điều tra và bắt, không có một vùng cấm, kể cả những ủy viên Bộ Chính trị mà độc tài như vậy, thì cả thế giới này người ta đều muốn độc tài cả. Cái điều đó độc tài. Và cũng ấy nhìn, nhưng mà bên kia người ta không công nhận, người ta không công nhận. Nhưng xin thưa hỏi, những cái bên kia các vị ngoài bôi xấu ra, các vị nói được những cái gì? 100% lên các đài, lên trên mạng chỉ có xấu, Việt Nam xấu, Việt Nam không tốt, Việt Nam bẩn, Việt Nam đủ thứ, bôi tất cả. Nhưng mà xin hỏi ngược lại các vị đã nói được một cái điều gì
mà ở đất nước Việt Nam thì tốt chưa? Vậy xin thưa rằng tôi sẽ hỏi ngược lại các vị so sánh những cái điều tôi vừa nói, giữa ai là độc tài, tôi hay các vị? À quên, các vị nói là Việt Nam theo Trung Quốc, Việt Nam theo Tàu Cộng. Hãy chống Trung Quốc đi, tấn công Trung Quốc đi, hãy thoát Trung Quốc đi, hãy chiến tranh với Trung Quốc đi, hãy nhìn theo Mỹ chiến tranh Trung Quốc. Xin thưa rằng các vị nhìn thấy bản thân ở bên chính Mỹ với cả Trung Quốc chiến tranh gì? Vì sao? Vì đơn giản một điều thôi, là Mỹ bị Trung Quốc đang đuổi gần tới nơi. Hai bên chiến tranh trả qua là Trung Quốc có nguy cơ mấp mé để chiếm ngôi vị số 1 bá chủ toàn cầu của Mỹ. Thì các vị hãy chiến tranh mà thôi. Và hãy nhớ rằng ở trên thế giới này, các vị chính nước Mỹ từng hợp tác với cả người Trung Quốc để tấn công các nước khác, trong khi đó có cả Việt Nam, kể cả như cái công hàm các vị ký bán cái quần đảo Hoàng Sa cho phía Trung Quốc ấy. Đấy, họp với cả Trung Quốc đấy, chống cái kiểu gì? À, tướng Tổng thống Trump gì đưa lên trên bảo chống Trung Quốc, ok, chống Trung Quốc chả qua nó mạnh mẽ quá. Và hãy nhớ cho tôi, khi các vị chống Trung Quốc như vậy, chả qua là thấy hàng hóa Trung Quốc, nước Trung Quốc nó lớn mạnh nhiều quá. Và các vị cô còn xỉ vả từ những đời Tổng thống trước, hỏi sao ông Nixon lại sang gặp Trung Quốc để ký cái hiệp định ở Thượng Hải, sao lại giúp Trung Quốc 10 năm, nói cả ông Bill Clinton, tiếp theo ông Obama cũng vậy mà thôi, chả qua cũng vì lợi ích cá nhân mà thôi. Chống ấy, kêu là phải chống các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng xin thưa rằng tất cả muốn chống ấy, chủ yếu đều về lợi ích cá nhân của một đất nước thôi. Vậy xin hỏi các vị, Nga đấy, ngày trước là nước xã hội chủ nghĩa, các vị chống, có thể nói là chống các nước xã hội chủ nghĩa, chứ còn bây giờ Nga là một nước tư bản, sao vẫn chống? Tất cả đều đua tranh về quyền lực cá nhân, không có cái gì người ta gọi rồi ở trên đây này, chỉ có lợi ích quốc gia, đó là mãi mãi mà thôi. Chống ấy, thì chủ yếu sợ mất cái ngôi vị, cái quyền hạng của một đất nước nào đó, mà trong khi đó đang là ngôi vị số 1 mà thôi. Chống cái đó không ăn thua. Vậy à? Vậy các vị nói là Việt Nam độc tài độc đảng, và vị thế Việt Nam cực kỳ kém. Vị thế Việt Nam kém đến nỗi Ngoại trưởng Mỹ công du 4 nước ở châu Á mà chỉ có mỗi họp điện đàm qua điện thoại. Chào toàn Đương Tịnh. Điện đàm qua điện thoại ngay lập tức, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chưa có tiền lệ, sẵn sàng xách ba lô lên mà đi đến Việt Nam, hay còn gọi là dân dã chúng ta gọi là khăn gói quả mướp đến Việt Nam. Cái điều đó thế nào? Kêu là Việt Nam kém. Tôi xin thưa rằng vị thế của Việt Nam bây giờ nó khác rồi. Hãy nhớ cho tôi rằng khi bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ghế không thường trực, Việt Nam đạt số phiếu cao nhất, kể cả Mỹ và tất cả các nước chưa bao giờ đạt được. Đó là 92 trên 93 nước ủng hộ. Và hãy nhớ rằng Ngoại trưởng Mỹ sang thăm, hãy nhìn đi quan hệ Việt Nam với cả Mỹ như nào. Kêu luôn luôn chống, ok chống, tôi tự để các vị trả lời những cái điều đó. Chống bằng gậy à? Chống bằng gậy khi một ngoại trưởng của một nước, đương nhiên khi ra nước ngoài người đó sẽ là đại diện cho một đất nước
mang văn hóa, mang ngoại giao, mang kinh tế đến cho một đất nước. Và như ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sang Việt Nam, đó cũng là những cái điều đúng, chúng ta vui mừng. Nhưng chúng ta vui mừng một phần vì chúng ta được ngoài Mỹ và các nước đều luôn luôn chào đón. Ok. Nhưng mà chúng ta, những người Việt Nam, không bao giờ tự mãn và chấp nhận với thực tại. Vì chúng ta luôn luôn nghĩ, chúng ta luôn luôn phải phát triển để cho một cuộc sống Việt Nam tươi đẹp hơn, phát triển hơn. Đó là cái cách nghĩ của những con người ở trong cái đất nước Việt Nam này. Độc tài ư? Tôi không thấy độc tài. Tôi thấy Việt Nam là một nước đáng sống. Và hãy nhớ rằng ở trên thế giới đều nói cái đất nước Việt Nam là những cái điểm đến cực kỳ đáng sống ở trên thế giới. Từ du lịch, ăn uống, văn hóa đến hội nhập các thứ ở trong cuộc sống, thân thiện với những cái khách nước ngoài, Việt Nam đều nằm ở trong tiêu chí đầu tiên. Và hãy nhớ cho tôi rằng kể cả Mỹ và các nước châu Á đều nói Việt Nam là nơi đáng để cho những cái người sau khi làm việc tới tận hưởng cuộc sống. Vì có những cái y tế là rất chi là rẻ. Y tế rẻ đó và ăn uống dịch vụ rất nhiều những cái thứ. Kêu là Việt Nam, chào Nan Hoàng, kêu Việt Nam kém cỏi ở độc tài. Vậy những cái đó các đã đủ chứng minh chưa? Các vị nói là các hiệp định từ VFTA đến các hiệp định ký với cả châu Âu, với cả các nước trên thế giới, Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Vậy xin thưa, Việt Nam trả giá đắt chưa? Hay là Việt Nam ngày càng phát triển lên? Ha? Cái điều đó các vị có nghe thấy và có tưởng tượng được ra cái viễn cảnh của người Việt Nam không? Chúng tôi rất luôn, luôn luôn chào đón tất cả và không bao giờ tự mãn. Đó là cái điều người Việt Nam luôn luôn nói, luôn luôn thân thiện. Và hãy nhớ cho tôi rằng các vị luôn luôn nói là chống Trung Quốc. Như xin thưa, để tôi nói nhá, tôi là cái người dân ở giáp biên, ở Lào Cai này, ở bên Trung Quốc ấy. Riêng người nước ngoài, mà nhất là cái người phương Tây sang, người dân Trung Quốc, người ta cực kỳ theo dõi và để ý, thậm chí là còn kỳ thị cơ, thậm chí là còn giám sát cơ. Không như các những cái người máu đỏ da vàng như chúng ta bên này đâu. Và hãy nhớ rằng khi bên ở bên Trung Quốc ấy, cũng cùng là một đảng cộng sản, nhưng người dân ở bên đó người ta để ý cực kỳ lớn đến những cái người khách nước ngoài khác là như vậy. Thậm chí ấy, nếu sang bên đó ở những cái chỗ khu dân cư cao, thậm chí đến những cái nhà cao tầng, vào những cái khu công nghiệp, mà bạn chỉ cần rút cái điện thoại ra thôi, bạn quay sẽ có cái người tới nhắc nhở, và thậm chí hỏi ở đâu ngay, báo công an ngay lập tức. Không như thân thiện như người Việt Nam, mà thậm chí không hề quen biết, nói được dăm ba câu hello, bonjour, madame. Thậm chí quen biết nhau một tí, mời về nhà ăn cơm. Cái điều đó nó được chứng minh bởi chính những cái người bạn ở trong nước và ngoài nước, thậm chí khách du lịch, rất nhiều những cái bạn đưa lên YouTube nói là bên Việt Nam là cực kỳ thân thiện với cả những cái người nước ngoài. Những cái bữa ăn thậm chí vừa quen biết 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng mời về nhà, kể cả không nói được tiếng, giờ chỉ món ăn. Và cái điều đó đã được trên toàn thể thế giới người ta ca nhận, người ta ca ngợi những cái điều đó. Các bạn có thấy Việt Nam độc tài ạ?